nay bắt đầu xuất bán nha, kit thử lốc inverter chống chập này, tự động đảo pha tự chạy. Bây giờ em làm chập trước. Đây, đây là đoạn dây chập. Đấy, chập vào lỗ ấy. Ví dụ như đây là lốc bị chập. Rồi, bật automat, bật đồng hồ. Ok, dòng lên đèn sáng nhá, đã chập nhá. Rồi, chập tiếp chân tròn lại, cắt điện đi đã. Ok, bật. Dòng lên này, đèn sáng, tức là đã cấp điện ra chân. Rồi, tắt. Ok, còn một chân này nữa. Ok. Tức là khi mà nó chập thì nó sẽ tự động cắt, không cấp điện ra nữa. Cắt. Bảo vệ công suất. Rồi, ok. Bắt đầu tôi thử đến lốc. Ở đây có lốc Hitachi cho dòng size V-size Samsung SV488 Samsung ra đá trên. SV4A Samsung ra V-size. Pana đầu SVA51 cho Panasonic ngăn đá trên. Và EI57C cho dòng ngăn đá dưới. Nào, từng con một. Lốc 51. Bỏ đồng hồ đây để anh em nó nhìn không. Cái này tối đa dòng có 1.2A là mắc nhá. Bác nào chạy quá chết đáng chịu. Đèn sáng và lốc chạy. Lốc chạy. Rồi. Cái này nó sẽ tăng tua từ từ nhá. Nó tăng từ 40Hz lên đến 216Hz là max. Và lúc đấy là lốc đạt tốc độ tối đa. Tiếp đến con EV57. Đây là của dòng Panasonic ngăn đá dưới. Dòng đèn sáng và lốc sẽ chạy. Thôi. Ok. Tiếp đến con Hitachi. Hitachi này là lốc này chuyên lắp cho tủ nội địa. Sai sai. Một số Hitachi hàng xuất cũng xài hàng xài lốc này. Cắm ngược xuống chút. Hơi căng đấy. Ok. Đèn sáng. Dòng lên. Cái đèn sáng là lốc chạy. Con này piston nó to nên là không có mạnh. Ok. Con này chạy. Tiếp đến con Samsung đầu 488 cho các nhìn Samsung ngăn đá trên. Ga giờ 600A nhé. Ngược lên. Ngược được, nó tự đảo pha mà. Cắm nào cũng được. Tôi biến vào được 3 chân là vừa. Lên. Đá chạy nhá. Lên đèn sáng. Cứ đèn đèn trong trong kit sáng là lốc chạy. Rồi. Tiếp đến con Samsung Savisai. MSV4A. Đèn sáng, đồng lên, máy chạy. Con này piston nó to nên là chơi có khỏe. Đấy, để đấy cho nó mắc tua, để quên cho nó mắc tua. Đấy, từ đã. Chưa mắc không? Rồi cái gì đi, bao tua lên đấy. Bịt hết cỡ đi thôi. Bịt xe không bị trứng nữa thôi. Đấy, dòng nó tự động tăng dòng. Rồi. Và khi mà áp bằng tải bằng không là sẽ tự động hạ dòng xuống. Tự động thay đổi điện áp, tự động thay đổi tần số. Tiếp đến khi nào gắn vào tủ. Em gắn luôn vào cái tủ Panasonic này.
cái thời gian. À đây, cứ quay ngược lại con Pana đằng sau này. Đây con này này, con em đang làm đây này. Đây con này có ga sẵn này. Con này vừa khóa ga này. Con đây ở sau này anh. Ờ. Cho nó chạy khi mà cho nó chạy trực tiếp vào tủ. Cho anh em xem cái lốc 57. Con này là lốc 57 chuyên dành cho thân đá dưới của Panasonic. À. Ok. Đấy. Đèn sáng và lốc phi. Lốc đã bắt đầu chạy. Dòng bắt đầu tăng. Và tí nữa nó sẽ mắc tua. Mắc tua để dòng sẽ tăng cao hơn nữa. Đó, bắt đầu lên tua. Đó, dòng nó tăng. Tiếp tục đến cáp full. Đây là hơi tối để mọi người nhìn thấy. Bởi vì ở đây tôi không có cái kẹp nhiệt độ nên là không để cho mọi người nhìn thấy được cái lưng nhiệt độ nó tụt xuống. Nhưng mà kể cả là có ga, mọi người có thể dùng cái này để test xem là cái lốc chắc chắn nó chết hay không, hay tắt ở đâu. Này mua là không có ship COD đâu nhá. Mọi người ai cần mua thì nhắn địa chỉ nhá, số điện thoại nhá, chuyển tiền vào tài khoản đó tôi ship. Có kẹp chưa? Kẹp này là kẹp công pin. Để em xem nào. Rút ra. Ồ, kẹp này pin trong nhà, pin trong nhà. Đây. Trên cái bàn chỗ của anh ấy. Đó. Khi là nó đạt bắt đầu có ga và nó tăng tua đầu tiên để áp suất, sau đó nó sẽ giảm dần. Thấy không? Có cái pin Toshiba đây. Đó. Thôi được rồi.